Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Có lẽ là khi mà mình nhắc đến quốc gia Hoa Kỳ thì một cái điều dĩ nhiên ai cũng biết Mỹ là một cái quốc gia có thể gọi là cường quốc về thứ nhất là kinh tế, thứ hai là về mảng chính trị. Thì đó, Mỹ cũng là một cái cường quốc mà có thể gọi là đứng đầu thế giới. Cho nên là dù là người Việt Nam của chúng ta hay là một công dân bất kỳ ở một quốc gia nào khác, có thể từ Phi Châu, có thể là từ châu Á, ASEAN, hoặc là bất cứ một cái quốc gia ở khu vực nào, người ta cũng ước là sau tương lai có thể là một dịp người ta được đi sang Mỹ du lịch cũng được mà, hoặc là đi người ta đi lao động ở Mỹ cũng được, hay là nếu như là được định cư ở Mỹ thì càng tốt hơn quý vị. Tuy nhiên thì một cái điều thực tế là không phải lúc nào cái sự mơ ước đó nó cũng có thể được viên mãn, không phải là lúc nào cái ước mơ của chúng ta cũng trở thành hiện thực đâu. Thì trong cái cuộc sống này nè, đặc biệt là cái ước mơ mà mình trở thành công dân của Mỹ thì cái điều đó cực kỳ là khó quý vị. Bởi vậy thì cũng xin thưa quý vị là trước đó thì cũng có nhiều trường hợp phải nói là đáng tiếc nó xảy ra với những chính cái người Việt Nam của mình. Những người Việt Nam ở trong nước, mặc dù là họ cũng có cái visa Mỹ và họ cũng đã từng đặt chân đến nước Mỹ trước đó, nhưng mà một cái điều phải nói là vô cùng đáng tiếc, nó dường như là không phải là một cái cơ hội thứ hai để mà họ khắc phục cái sự nuối tiếc đó. Thưa quý vị, như thế này, kính thưa quý vị, là cách đây cũng hơn 2 năm có một cái cô gái đó, người Việt Nam, cô này thì cũng loanh quanh khoảng 47 tuổi cho tới cũng 50 thì cũng chẹt cái độ tuổi đó quý vị. Thì cô ta cũng có một cái visa gọi là visa sang Mỹ du lịch nhiều lần, và phải nói là cô ta đến nước Mỹ phải gọi cũng hơn chục lần rồi quý vị. Cứ mỗi lần mà cô ta mà đi như vậy, cô ta ở chừng khoảng 4 tới 5 tháng, sau đó thì cái hãng hàng không cô ta mới quay trở về Việt Nam. Có nghĩa là cái visa của cô này từ khi mà vào cái sân bay Mỹ thì cảnh sát người ta chỉ cho cô này là tối đa 6 tháng thôi, thì cái visa này xin được 1 năm thôi quý vị. Nhưng mà mỗi lần nhập cảnh vào nước Mỹ thì cái thời gian mà ở lại ở phi trường người ta nói với cô này chỉ được ở tối đa 6 tháng thôi, 6 tháng đổ về thôi. Thì chính vì vậy, mỗi khi mà cô ta ở chừng khoảng 4 cho đến 5 tháng rưỡi là cô ta bắt đầu xuất cảnh đi từ Mỹ bay về Việt Nam. Khi mà đi về Việt Nam thì cũng cứ tầm khoảng chừng 4 tuần thì cô ấy ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Sau đó thì cổ mua vé máy bay để bay sang Mỹ tiếp. Thì đại khái là cái chuyện mà đi qua đi lại giữa Mỹ và Việt Nam của cô này, cái hành trình nó quý vị. Thật nghĩ thì có lẽ là cái câu chuyện này xảy ra cái kiểu như là visa này, cái visa mà cổ đi du lịch, cổ xuất cảnh đó, cổ nhập cảnh xuất cảnh nhiều lần á, vậy thôi. Thì cảnh sát Mỹ nhập cảnh về Việt Nam rồi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam rồi nhập cảnh về Mỹ đi lại nhiều lần như vậy, ở thì đúng thời hạn thì thôi, cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên thì ở đời người ta cũng không có nói như thế này, đi đêm á thì cũng có ngày gặp ma quý vị, cũng y chang như vậy thôi. Cái trường hợp của cô này, tưởng đâu cổ qua mặt được chính phủ Mỹ và cổ cũng tưởng đâu là cổ được ngoại lệ hay sao á, tự nhiên ở đời có ai mà trên đời này tiền bạc dư dả quá mà đi qua đi lại kiểu như này, thì người ta cũng nghi ngờ lắm quý vị. Thì nhân viên phi trường người ta cũng gọi là người ta cũng tình nghi rồi. Thì cái cô này á, người ta cũng cứ tiếp tục người ta theo dõi để coi cổ làm cái gì. Thì cổ bị đưa vào cái danh sách nhập cảnh mà đáng nghi ngờ quý vị. Rồi nhưng mà cổ không có biết, lúc này thì cổ cũng bị đưa vào cái tầm ngắm của những người nhân viên an ninh tại sân bay, tại phi trường. Đưa vào cái tầm ngắm. Rồi cũng cho đến một cái ngày nọ thì cũng như thường lệ, cổ cũng bay từ Việt Nam, cổ bay sang Mỹ. Thì cái lúc này cổ đang làm thủ tục để mà nhập cảnh vào nước Mỹ, thì bất ngờ trong cái lần nhập cảnh lần này, cổ đã bị cảnh sát phi trường người ta giữ cổ lại, mời cổ đi vào cái căn phòng, ở đây thì gọi là căn phòng thẩm vấn. Kết cục là sau khi cô này cổ bị người nhân viên người ta tra hỏi, cổ cũng như là ở phía phi trường và chính phủ Mỹ ở đây, cơ quan đại diện là Bộ Di trú và Di cư của Hoa Kỳ, thì người ta mới đưa ra cái đoạn kết luận là cô này nhập cảnh vào Mỹ bằng cái việc
nhưng mà cổ không hề thực hiện đúng cái mục đích, cái loại visa của cổ xin. Chúng tôi trong cái quá trình mà điều tra thì chúng tôi được biết nó đã được sử dụng cái visa này để đến Mỹ lao động bất hợp pháp. Giờ đây thì chúng tôi sẽ hủy cái visa để mà trục xuất cô ấy quay trở lại Việt Nam. Ngoài ra thì theo như cái luật Mỹ, cô sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn. Và đại khái là cái tình tiết của sự việc nó như vậy quý vị. Thú thật thì mà nói theo như luật Mỹ, một khi mà chúng ta xin cái visa du lịch như vậy mà chắc mình cũng đã biết visa du lịch thì chỉ đến Mỹ để mà thăm thân nhân hoặc là mình đi tham quan, đi du lịch chơi thôi, chỗ này chỗ kia thôi. Những cái tiểu bang của nước Mỹ mình có thể đi chơi ở đâu đó trên nước Mỹ, mình làm cái gì cũng được, miễn sao đừng có đi làm thôi. Và dường như em thấy là cái trường hợp cô này cũng không phải là một cái trường hợp đầu tiên đâu quý vị. Em khẳng định là trước đó thì cũng đã có rất là nhiều trường hợp cũng đã bị như vậy rồi. Thì đại khái là như vậy. Thì riêng á, rất là nhiều trường hợp tràn lan đại hải hết, mà không có nói riêng gì ở nước Mỹ đâu quý vị. Canada cũng có, Úc cũng có, thiếu không có thiếu gì hết quý vị. Cũng biết là phải xin thì làm rất là nhiều cái thủ tục thì mình mới được một cái visa như vậy. Nhưng mà cô này đã tự đánh mất ngay đi cái visa của mình, và từ nay thì cô không thể nào nhập cảnh vào Mỹ được nữa. Thì đây là một cái bài chia sẻ cũng như là em muốn cảnh báo đến mọi người. Cái này thì em chỉ đưa cái tin này để mọi người cảnh báo và tham khảo và cảnh giác hơn thôi, chứ không có ý định gì hết, không có ý gì hết. Mong quý vị đừng có ném đá. Quý vị thì có nhận định hay là cái tư vấn nào cho cái câu chuyện trên, có thể bình luận ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như là quý vị thấy video này ý nghĩa, có thể cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.